trên màn hình của các bác đó là West Vision A69, một cái màn hình Android thông minh, trong đó nó có rất nhiều chức năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ở trên đường phố ở Vĩnh Phúc nhé. Đây, ở chỗ này là khu vực gần Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ở đây chúng ta có thể thấy là nó có camera trước, camera sau. Hiện tại thì em vẫn chưa gắn camera sau mà chỉ có camera trước thôi. Đó. Và ở đây là cái giao diện chính này. Chúng ta thấy là màn hình thì cảm ứng đa điểm. Đây em đang bật cái phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel trên chiếc A69 này. Đã có tín hiệu vệ tinh. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Đó, khi mà chúng ta mở cái phần mềm dẫn đường này lên thì nó sẽ cảnh báo cái tốc độ giới hạn trên từng cung đường cho chúng ta. À, đây chính là West Vision A69. Nó sẽ có camera trước, camera sau và phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều các chức năng khác, như là chúng ta có thể vào trong cái mục Bluetooth này, chúng ta có thể kết nối danh bạ điện thoại, đồng bộ hóa danh bạ. Đó, vừa rồi là nó nhắc nhở chúng ta di chuyển khi dừng đèn đỏ. Đó, chức năng rất là thông minh. Khi mà chúng ta đồng bộ hóa kết nối điện thoại vào đây thì sẽ là đàm thoại rảnh tay, và nó sẽ khi mà cuộc gọi đi cuộc gọi đến là chúng ta đều thao tác ở trên này và chúng ta không phải cầm đến điện thoại nữa. Ở đây là phần nghe nhạc thì chúng ta sẽ tải nhạc vào trên thẻ nhớ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta cắm một chiếc sim 4G vào đây thì nó sẽ là kết nối được internet và chúng ta có thể vào trong cái phần nghe nhạc online chẳng hạn. Chúng ta sẽ tải một ứng dụng như là Nhạc Của Tôi hay là Zing hoặc là YouTube, mà chúng ta sẽ nghe nhạc, xem phim ở trên ngay trên cái thiết bị này. Khi mà chúng ta cắm sim vào, chúng ta vào trong cái mục cài đặt này, nó sẽ có chức năng là phát wifi. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và phát wifi trên cái thiết bị này. Chúng ta có thể đổi tên và mật khẩu theo ý thích của chúng ta. Và khi mà chúng ta tải một cái ứng dụng ở trên điện thoại thì chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối với smartphone mà chúng ta có thể quản lý, theo dõi chiếc xe của chúng ta từ xa trên thông qua smartphone. Chiếc A69 này thì có thể được lắp đặt ở nhiều vị trí, và hơn nữa là nó ngoài cái việc là có thể gắn ở trên kính này thông qua cái đế hút kính này, thì nó cũng có một cái chân để chúng ta có thể lắp dễ dàng ở trên cái mặt táp lô này. Thì ở các clip sau thì em sẽ miêu tả rõ hơn về cái điều đó. Còn khi mà chúng ta lưu thông trên đường như này, chúng ta có thể tìm đường và nó sẽ dẫn đường cho chúng ta bằng giọng nói tiếng Việt, và nó nhắc nhở cảnh báo cho chúng ta, ví dụ như là cảnh báo quá tốc độ, cảnh báo lấn làn đường khi mà chúng ta đi ở trên đường. Chúng ta thấy là ở bên góc phải của màn hình này thì nó sẽ có cái cảnh báo giới hạn tốc độ. Và như chúng ta thấy là nó đang cảnh báo chúng ta là tốc độ giới hạn là 60 km/h. Còn ở bên góc này nó đang hiển thị cái tốc độ xe chạy. Đấy, chúng ta đang đi với tốc độ khoảng 37-38 km/h. Ở đây thì em mới lắp thử thôi nên là
dây điện về nguồn em vẫn đang đi nó để lòng thòng chưa đi kín được. Em quay để review cho các bác thấy thôi. Đấy, lúc nào nó cũng nhắc nhở cho chúng ta cái tốc độ giới hạn trên từng cung đường. Khi mà cái thiết bị này được kết nối internet thì nó có thể nghe nhạc và xem phim, mà khi đấy thì chúng ta có thể truyền toàn bộ âm thanh từ trên cái thiết bị này về loa của xe thông qua cái chức năng FM này. Đây là chức năng FM transmitter, và chúng ta có thể cài tần số ở trên xe và tần số ở trên thiết bị này chỉ cần trùng nhau thôi thì chúng ta có thể dễ dàng kết nối được. Và bây giờ thì mình sẽ thử nhé. 100,7 đi. 100,07. Ok. Cái tần số này là cái tần số mà đang nghe nhạc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ phải chỉnh sang một cái tần số khác. Ok ok, để mình sẽ chỉnh cái tần số nhé. Chúng ta sẽ chỉnh ra một cái tần số khác. Đây, mình mới chỉnh được tần số nó ở dưới này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ chọn một cái tần số là 99,5. Vẫn không được. Số này vẫn có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó, khi mà hai cái tần số này nó trùng vào nhau, nó nhận nhau thì vậy, giả sử như bây giờ mình bật cái phần mềm dẫn đường này lên. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Đấy là nó sẽ phát ra loa của chúng ta. Ok, chúng ta đang ở trên cái đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử kết nối với một cái mạng Wi-Fi để nhận Wi-Fi đây. Và chúng ta sẽ kết nối mạng. Đúng không ạ? 1 2 3 4. Để xem thiết bị này của chúng ta sẽ kết nối internet như thế nào. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng vào trong cái kho ứng dụng này, vào cái trình duyệt này, và chúng ta sẽ thử truy cập vào YouTube. Ở đây thì mình chưa tải ứng dụng YouTube về, nên là mình chỉ vào từ cái trình duyệt web thôi. Do là truy cập mạng từ
smartphone, từ cái phát wifi từ cái smartphone này nên là cái tốc độ mạng nó cũng không được cao. Đó, mình có thể dễ dàng xem video. Chúng ta có thể chọn tất cả những cái bài hát mà chúng ta ưa thích. Đúng không ạ? Đây thì đấy, âm thanh đã được truyền ra loa nha các bạn nhé. Các bạn có thể đây tắt mở hoặc là tăng giảm âm lượng. Từ đây đó, mình phóng to cái màn hình lên nhé. Đó, chúng ta có thể nghe những cái bài hát hay xem những bộ phim mà các cái chương trình giải trí khác. Anh yên tâm, không có gì cả. Ở đây cũng sống lặng vô yên, không có phát hiện cá mập. Phía bên anh thế nào? Chủ nhân đang nhiệt liệt tiếp đãi khách. Mọi việc đều dưới sự khống chế. Ở phía anh thời tiết thế nào? Chúng tôi đang theo dõi đây. Ok, nghe. Mỗi ngày bơi lội nữa. Đấy là cái chức năng kết nối Internet. Thì chúng ta chỉ việc cắm một cái SIM 4G vào đây thôi, thì chúng ta sẽ có được đầy đủ cái chức năng giải trí, nghe nhạc, xem phim online. Ở đây thì chúng ta có thể tăng được cái độ sáng của màn hình này, tăng giảm cái loa này. Đấy, ở trên này thì nó có một cái la bàn để điều hướng này. Đấy, ứng dụng Casit này thì chúng ta sẽ cài trên điện thoại và chúng ta sẽ kết nối và thực hiện thao tác ở đây. Còn khi mà chúng ta muốn trở về màn hình chính thì chúng ta bấm vào cái hình ngôi nhà như này, để nút home như này. Chúng ta có thể thấy là giao diện nó rất là đẹp. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Ok, và em cũng xin dừng cái clip này tại đây. Thì các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể để lại cái số điện thoại liên hệ, nên em sẽ liên hệ lại với tất cả các bác. Ok, các bác hãy tìm ở trên Google hoặc YouTube hoặc ở trên Facebook với từ khóa là West Vision A69 nhé các bác nhé. Sản phẩm được bảo hành 2 năm. Ok, xin chân thành cảm ơn các bác. Chú ý xe phía trước. Quả cầu này như trong Đà Nẵng ấy, nó còn nhiều cầu đẹp hơn đúng không? Ánh sáng, ánh sủng. Này nó chín thế này, iPhone thì bó tay được. Hiển thị khoảng cách với xe phía trước. West Vision A69. West Vision A69. Lệch làn đường. Chú ý xe phía trước. Lệch làn đường. Chú ý xe phía trước. Lệch làn đường. Chú ý xe phía trước lệch làn đường. Lệch làn đường. Chú ý xe phía trước. Lệch làn đường. Lệch làn đường. Điểm bắn tốc độ 90 km/h.
làn đường. Lệch làn đường.